Từ năm 2015-2019 đã thực hiện tinh giản biên chế hơn 50.000 người. Trong số đó, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách tại 63 địa phương. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, tháng 1 năm 2020, các chuyên gia nông nghiệp Mỹ sẽ sang phối hợp với Việt Nam nghiên cứu và sản xuất vaccine phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trưa của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị tổng kết ngành năm 2019. Đáng chú ý, năm nay, dù hoạt động thương mại thế giới suy giảm, nhưng Việt Nam vẫn có sự tăng trưởng nhảy vọt trong hoạt động xuất nhập khẩu với kim ngạch vượt mốc 500 tỷ đô la Mỹ. Báo cáo được trình bày bởi Bộ trưởng Bộ Công Thương cho thấy, năm 2019 vượt qua đà suy giảm thương mại đầu tư toàn cầu, kim ngạch xuất nhập khẩu mỗi tháng đạt 43 tỷ đô la, đưa con số này cả năm là gần 517 tỷ đô la, tăng 7,6% so với năm 2018. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu là 263 tỷ đô la, với việc gia tăng các mặt hàng chế biến, sản phẩm công nghiệp. Năm 2019 có 32 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la, trong đó có 8 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 5 tỷ đô la, 6 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ đô la. Thị trường xuất nhập khẩu tiếp tục mở rộng sang các thị trường mới, tiềm năng và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do FTAs mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Năm 2019, Bộ Công Thương tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm 33 thủ tục hành chính trong tổng số 445 thủ tục hiện thuộc phạm vi chức năng quản lý, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành theo Nghị quyết 02 của Chính phủ. Trong năm 2020, ngành công thương phấn đấu đưa chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 9-10%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7-8%, tỷ lệ nhập siêu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu dưới 2%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11,8-12%, đảm bảo nhu cầu điện năm 2020 dự kiến tăng 9,1% so với năm 2019. Sáng nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã dự hội nghị tổng kết ngành tài nguyên môi trường năm 2019. Năm qua, ngành tài nguyên môi trường đã tích cực hoàn thành thể chế gồm 2 dự án luật, 17 nghị định, 5 quyết định, 7 quy hoạch quốc gia và quy hoạch ngành đáp ứng mục tiêu kiến tạo, khơi thông các điểm nghẽn, chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với hai dịch vụ công về đất đai và môi trường tăng đều. Thu ngân sách đến nay đã đạt 168%, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đạt trên 97%, thiết lập được hệ thống kiểm soát môi trường tự động với 600 trạm quan trắc, kết nối trực tuyến với 50 sở tài nguyên và môi trường. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng ách tắc trong việc thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất, nhiều địa phương chưa tính toán cân đối quỹ đất cho các nhu cầu phát triển. Khiếu kiện về đất đai vẫn diễn ra phức tạp, công tác bảo vệ tài nguyên nước chưa được quan tâm đúng mức, xử lý chất thải rắn, rác thải sinh hoạt vẫn là thách thức. Nồng độ bụi cục bộ tại một số khu vực trong đô thị có xu hướng gia tăng. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ nhiệm vụ của ngành tài nguyên môi trường trong năm 2020 và những năm tới tập trung vào quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài nguyên cho phát triển đất nước, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm môi trường, không để xảy ra sự cố môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi cho phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2015 đến nay đã thực hiện tinh giản biên chế hơn 50.000 người, trong đó số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách tại 63 địa phương giảm 4,26% và giảm 11,85% tại 20 trên 22 bộ và 8 cơ quan trực thuộc chính phủ. Nội dung đáng chú ý này được đưa ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành nội vụ diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Báo cáo của Bộ Nội vụ cho thấy, năm 2019, tổng biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước là hơn 253.000 người, giảm 8,68% so với năm 2015. Cũng trong năm 2019, ngành nội vụ đã phối hợp với các bộ ngành thường xuyên rà soát, kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm bớt bất cập, chồng chéo. Đến nay, có 54 trên 63 tỉnh thực hiện sáp nhập các trung tâm y tế để thành lập trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật. 437 trên 713 cấp huyện thực hiện hợp nhất bệnh viện huyện và trung tâm y tế.
về xây dựng phương án thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Đến nay, Bộ Nội vụ đã thẩm định và trình Chính phủ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 40 địa phương. Dự kiến sau khi sắp xếp sẽ giảm 6 trên 713 đơn vị hành chính cấp huyện và 560 trên 11.160 đơn vị hành chính cấp xã. Từ kết quả đạt được, năm 2020, ngành nội vụ sẽ khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục, có phương án lộ trình bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức và giải quyết chế độ chính sách cho những người dôi dư sau khi tiến hành sắp xếp. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện danh mục và bản mô tả vị trí việc làm, tăng cường thanh kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm trong thực thi công vụ. Thực hiện nghiêm phương châm hành động của năm là hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành nội vụ. Chiều qua 26 tháng 12, Câu lạc bộ Nhà báo Chứng khoán đã tổ chức công bố 10 sự kiện chứng khoán nổi bật năm 2019. Đầu tiên là thị trường chứng khoán đã có luật chứng khoán mới, tiếp đến đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán Việt Nam cũng chính thức được phê duyệt. Sự kiện thứ ba là trái phiếu doanh nghiệp bùng nổ, trái phiếu chính phủ tiến triển tích cực. Cũng trong năm 2019, lần đầu tiên quỹ ETF nội đã thể hiện rõ năng lực cạnh tranh thu hút dòng vốn ngoại. Năm 2019 cũng chứng kiến hàng loạt các thương vụ mua bán lớn từ nguồn vốn ngoại có thương vụ lên tới hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, trong danh sách các sự kiện nổi bật cũng có hai sự kiện tiêu cực là cú sốc FTM thể hiện rủi ro trong hoạt động cầm cố cổ phiếu và xử phạt FLC Homes. Cũng tại buổi lễ công bố, các nhà báo trong Câu lạc bộ Nhà báo Chứng khoán đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhằm giúp thị trường chứng khoán được vận hành thông suốt, công khai, minh bạch hơn trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Tháng 1 năm 2020, chuyên gia nông nghiệp Mỹ sẽ sang phối hợp với Việt Nam nghiên cứu và sản xuất vaccine phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết tại hội nghị triển khai một số giải pháp thúc đẩy sản xuất, đảm bảo an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi được tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Theo Cục Thú y, thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi đang giảm mạnh, hiện nhiều tỉnh thành đã hết dịch và triển khai tái đàn tốt. Vì vậy, dự báo trong thời gian tới, tổng đàn lợn sẽ được khôi phục dần trở lại. Tổng số lợn tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi đến nay là 5,96 triệu con, với tổng trọng lượng khoảng 341.000 tấn, chiếm khoảng 9% tổng trọng lượng lợn cả nước. Dự báo đến hết tháng 12, số lợn buộc phải tiêu hủy khoảng 40.000 con, giảm 74% so với tháng 11 và giảm 97% so với tháng 5. Tháng cao điểm buộc phải tiêu hủy là 1,27 triệu con. Đến nay, đã có 3 tỉnh là Hưng Yên, Hải Dương và Thái Bình đã công bố hết dịch tả lợn châu Phi. 25 tỉnh thành phố có trên 85% số xã đã qua 30 ngày không xuất hiện ổ dịch mới. Và trước khi dịch thì tổng đàn heo trên địa bàn khoảng 2,5 triệu con và đến thời điểm hiện nay thì đàn heo đã giảm khoảng 48%, còn khoảng 1,5 triệu con. Hiện tổng đàn lợn của cả nước còn khoảng 25 triệu con, trong đó đàn nái là 2,7 triệu con, cơ bản đáp ứng đủ cho nhu cầu nhân giống phục vụ cho tái đàn lợn. Ngành nông nghiệp cũng định hướng việc tái đàn cần từng bước phát triển chăn nuôi tập trung, an toàn, có kiểm soát. Trước khi dịch thì đàn heo là khoảng 2,5 triệu con, trong đó là chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm khoảng 25%. Và đến cái thời điểm này thì chỉ còn khoảng 5 đến 10%, tức là rất là nhỏ. Và cái định hướng của tỉnh là ưu tiên phát triển các cái chăn nuôi tập trung và sản xuất theo chuỗi và giảm dần các cái chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, việc nghiên cứu vaccine phòng chống dịch tả lợn châu Phi bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan. Sắp tới, Việt Nam sẽ hợp tác với Mỹ và Hà Lan trong nghiên cứu sản xuất vaccine phòng chống bệnh dịch này. Đặc biệt là Hoa Kỳ, thì sau khi bạn có những thông báo kết quả rất tích cực đến giờ phút này thì chúng tôi cũng đã có công văn. Và trong tháng 1 này thì bạn sẽ cử những chuyên gia, cơ quan của Bộ Nông nghiệp sang phối hợp cùng chúng ta. Và kỳ này chúng ta sẽ mở rộng không chỉ các viện, các trường của nhà nước mà mở rộng cả các tập đoàn lớn cùng tham gia, chúng ta sẽ công tác nghiên cứu và sản xuất vaccine. Với điều kiện tái đàn thuận lợi cùng với giải pháp nhập khẩu thịt, lãnh đạo Cục Chăn nuôi dự đoán giá thịt lợn sau một thời gian tăng giá đột biến sẽ giảm trở lại ở mức 50 cho đến 60.000 đồng mỗi kg thịt lợn hơi.
Thưa quý vị và các bạn, 17 phụ huynh có con học lớp 2, trường tiểu học Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã tố một số học sinh bị cô giáo chủ nhiệm lớp có các hành vi bạo hành, phản giáo dục. Thậm chí phụ huynh đã bí mật lắp máy quay lén trong lớp học để giám sát, tìm bằng chứng. Trường tiểu học Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tháng 11, phụ huynh phát hiện con đi học về có biểu hiện lạ. Gặng hỏi thì con nói là bị cô giáo chủ nhiệm đạp vào lưng trong nhà thể chất. Khi bà Giang Thanh Thủy, hiệu trưởng trường tiểu học Trung Văn cho biết, nhà trường đã nhận đơn của phụ huynh vào cuối tháng 11 năm 2019. Đến ngày 25 tháng 12, nhà trường đã cử giáo viên chủ nhiệm khác thay thế cô giáo bị tố cáo. Nhà trường bắt đầu xác minh và... Cái thời điểm mà tuần trước thì công an trả lời là nó chưa đủ căn cứ để kết luận là cô giáo đánh học sinh. Nhưng mà... Và trong quá trình thì công an cũng và đoàn kiểm tra ví những sự việc đó trong nhà trường và trên tinh thần là khách quan, minh bạch, nhưng không áp đặt, nhưng phải thật cẩn trọng và đưa ra kết luận. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm cho biết đây là một bài học đắt giá cho nhà trường và cô giáo, rút kinh nghiệm để chấn chỉnh các nề nếp trong lớp học. Thế còn đối với góc độ của Phòng Giáo dục và Đào tạo thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm để tiếp tục làm rõ và sau khi có kết luận chính thức thì đối chiếu với các cái quy định hiện hành thì chúng tôi cũng sẽ tham mưu đối với Ủy ban Nhân dân quận cũng sẽ có những cái giải pháp xử lý cho kịp thời. Kết luận ban đầu của cơ quan công an là những dữ liệu phụ huynh cung cấp chưa đủ minh chứng để kết luận cô giáo có đánh học sinh hay không. Nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc việc lắp camera an ninh cho các trường, các lớp học đã trở nên cần thiết. Thưa quý vị, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, chỉ cách trung tâm thủ đô khoảng 30 km là đầu mối quan trọng giữa Hà Nội với các tỉnh phía Bắc, nằm trên hành lang kinh tế Việt Trung và trong tam giác tăng trưởng Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Bên cạnh các yếu tố về kinh tế, giao thông, cơ sở hạ tầng thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, Bắc Ninh còn có thế mạnh đặc biệt, đó là nguồn cầu lực rất lớn và không ngừng tăng theo từng năm. Với việc tập trung nhiều các khu công nghiệp lớn, Bắc Ninh ngày càng thu hút dân nhập cư trong và ngoài nước đến đây sinh sống, lập nghiệp. Với việc hội tụ đầy đủ các yếu tố có thể khẳng định, Bắc Ninh đang ở trong thời điểm chín muồi để thu hút đầu tư bất động sản. Theo báo cáo mới đây do Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam phát hành, cho thấy thị trường bất động sản Bắc Ninh đang có những bước phát triển nhanh chóng. Lý giải về sự phát triển mạnh mẽ của thị trường Bắc Ninh, theo các chuyên gia bất động sản, Bắc Ninh là địa phương thu hút lượng lớn các kỹ sư, chuyên gia nước ngoài, chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, về làm việc tại các khu công nghiệp. Và trên thực tế thì Bắc Ninh cũng đã được nhiều quốc gia lựa chọn, ví dụ như Samsung là một điển hình đã tạo ra một cái động lực phát triển kinh tế cho cái Bắc Ninh rất mạnh và kéo theo là thị trường bất động sản ở Bắc Ninh. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng là Bắc Ninh sẽ còn tiếp tục duy trì được cái lợi thế này và sẽ có những cái sự phát triển tốt hơn trong tương lai. Tại lễ mở bán Him Lam Green Bắc giai đoạn 2 ngày 14 tháng 12 năm 2019, đã có hơn 600 khách hàng tới tham dự và hàng trăm giao dịch thành công ngay tại sự kiện. Điều này đã khẳng định sức hấp dẫn của khu đô thị kiểu mẫu này. Hài lòng với cảnh quan cùng không gian sống tại đây, rất nhiều khách hàng đã hoàn thành thủ tục đặt cọc ngay sau khi tham quan khu đô thị và được cung cấp thêm nhiều thông tin hấp dẫn về dự án. Thì tôi nghĩ ở đây là Bắc Ninh ấy là nó có nhiều tiềm năng và có nhiều những cái khu công nghiệp và có những cái khu mà những người nước ngoài ấy, người ta sang người ta sẽ làm ăn ở bên đây chẳng hạn, thế thì tôi muốn mua để kinh doanh cho thuê. Him Lam Green Bắc là dự án hiếm hoi đã thi công gần như hoàn thiện phân khu liền kề cùng nhiều tiện ích công cộng. Đặc biệt, tại sự kiện mở bán, chủ đầu tư đã cung cấp thêm nhiều thông tin mới về dự án. Cụ thể, tỉnh Bắc Ninh đã lập quy hoạch mới. Theo đó, Him Lam Green Bắc nằm trong khu đại đô thị hiện đại với tổng diện tích lên tới gần 300 hectare. Chúng tôi xây dựng một khu dân cư hiện đại khép kín, có đầy đủ tiện ích phục vụ cho cuộc sống của con người. Có trường học, có siêu thị, có bể bơi bốn mùa, có sân tập golf, có nơi chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường, cây xanh, cảnh quan. Chúng tôi là những người sẽ cùng đồng hành với cư dân nơi đây trong cả cái quá trình vận hành của dự án.
Là một trong những dự án đầu tiên được cấp phép bán cho người nước ngoài tại vùng đất xứ Kinh Bắc, Him Lam Green Bắc giai đoạn 2 đã đón dòng khách nước ngoài đến tìm hiểu và đặt mua. Ngay trong sự kiện, đã có rất nhiều khách nước ngoài đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản đăng ký đặt cọc thành công. Có thể thấy, Him Lam Green Bắc không chỉ gây ấn tượng với khách hàng trong nước mà còn là dự án rất hấp dẫn đối với khách nước ngoài khi nằm tại vị trí đắc địa rất gần với các khu công nghiệp lớn của Bắc Ninh. Và thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin trưa ngày 27 tháng 12. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.